Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món thịt kho củ cải nha. Mọi người theo dõi và thưởng thức nha. Trước hết là mình làm thịt là mình cắt, nói chung là không có lớn mà không nhỏ lắm, cắt cứ vừa vừa cỡ vuông cỡ này nè. Mua thịt là mình chọn thịt ba rọi, nửa nạc nửa mỡ. Xong rồi mình về rửa sạch sạch ra. Cắt ra rồi là ướp, gia vị thì cũng là tiêu tỏi ớt hành thôi, rồi xí bột ngọt nữa, tiêu, rồi là ướp khoảng chừng tầm 10 phút 10 đến 15 phút thì lúc bắt đầu mình bỏ lên mình nấu. Trong quá trình mình nấu thì mình đảo cho nó thành thịt. Lúc này mình muốn không có sa tế á. Lúc này mình không có sa tế thì cho mình đảo thịt cho nó xanh qua chút xíu. Cho nó xanh qua một chút xíu. Ha. Trong quá trình mình là ai cho vậy? Con chạy qua hỏi bác nghiệp còn nước không, lấy hai bình không có gọi rồi. Xong rồi bây giờ là mình sẽ bỏ vô mấy muỗng đường. Bỏ hai muỗng đường này mình nấu đường đường đỏ đường vàng này cho nó. Hai muỗng đường này là để mình dùng để mình tao thịt lên cho nó vàng, có nghĩa mình thay khỏi sáng màu ạ. Đó. Nó vàng màu lên thấy không? Bình thường nấu cái này á, thì bình thường mà không có dịch á, thì mình mua một trái dừa mình về mình lấy nước mình nấu, nhưng mà do hôm nay là không dịch mình không mua được dừa. Rồi, để bật cái than sử dụng đấy đi, đưa cho. Sau khi thịt nó sôi rồi thì mình đổ vô một miếng nước sôi, mình bắt nước sôi. Nước sôi thay vì mình là bình thường mình mua nước dừa thì mình mua nước dừa thì mình có nước dừa thì mình bỏ nước dừa vào, mà không có thì mình sẽ buộc phải bỏ nước sôi thôi. Ở đây là củ cải trắng này mình cũng xắt giống như chả cau á, xắt đều vậy, mà xắt xong rửa sạch xong mình bỏ mình luộc sơ qua một chút xíu để cho nó bớt cái cải thì nó già thì nó hơi nhành nhịn, mình luộc sơ qua một chút xíu, luộc cho nó sôi cái mình đổ ra rồi để cho nó ráo nước. Bây giờ hiện tại bây giờ là đó, thịt sôi rồi. Sôi rồi bây giờ mình sẽ đổ cái củ cải này vào đó, kho chung với thịt. Đổ vào trộn nó lên. Nhà mà đông con á là mua em một nửa cái thịt về với là một nửa ký củ cải, hoặc là một ký củ cải một ký thịt kho lên thì nói với các con là nói hôm nay mua hai ký thịt, nhưng mà thực ra mua một ký thịt không, một ký củ cải.
để kho trộn lên ăn cho được nhiều. Nhưng mà thật ra là ăn này nó ngon, ăn mình thịt xong nó ngán. Các bạn thấy kho không? Kho một chút xíu xong rồi nó cạn nước. Bây giờ lúc mà mình đó, cứ đảo trộn dưới này lên, sao ở dưới nước đường màu hồi nãy giờ nó cho thấm, giờ đảo lên là nó thấm. Sao nó vàng rồi sao? Cái này bình thường mà có nước dừa thì kho rất là ngon, nhưng mà hôm nay không có nước dừa, mình buộc phải là kho nước bỏ nước sôi. Mình gia vị thì ngon, còn bình thường mà kho với nước dừa thì cực kỳ là chuẩn luôn. Ăn cơm rất là ngon. Kho hồi củ cải nó thấm nước vô, nó ăn mầm mặn, nó vừa ngọt ngọt của củ cải. À, nó thấm vô mặn mặn ngọt ngọt. Ăn cơm rất là ngon, giống như mình kho kho tàu vậy đó. Rồi video tới đây mình xin kết thúc nha. Mong mọi người thấy ngon thì xin ủng hộ. Cảm ơn mọi người.